Phan Như Thảo tiết lộ chuyện tình cảm giữa Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp. Cũng giống như Ngọc Trinh, Phan Như Thảo được xem là người mẫu thế hệ đầu tiên của công ty đào tạo do Vũ Khắc Tiệp quản lý. Sở hữu gương mặt khả ái cộng theo chiều cao nổi bật, cô nhanh chóng gây được tiếng vang trong làng mẫu xứ Việt. Tại thời điểm gặt hái nhiều thành công nhất, Phan Như Thảo được săn đón không thua kém của Ngọc Trinh. Dù hiện tại đã rút lui khỏi giới giải trí để tập trung chăm lo cho gia đình, nhưng Phan Như Thảo và Ngọc Trinh vẫn thường xuyên liên lạc hỏi thăm nhau. Mọi thứ nhẹ nhàng lắm, cũng rất dễ thương, không có vấn đề gì để tranh chấp hay là ai hơn thua nhau. Bây giờ tụi chị vẫn là bạn rất tốt của nhau mà. Mới đây, ngay trên sóng tập 2 của talk show Bí Mật Làng Mốt, Phan Như Thảo, một trong những chân dài đời đầu thuộc quản lý của Vũ Khắc Tiệp, đã bất ngờ khi tiết lộ Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh đã từng có khoảng thời gian yêu nhau. Phan Như Thảo nói, lúc đó Tiệp yêu Trinh nên nó phải dành cho người yêu nó chứ. Mất gì Thảo nhà vô, đâu có liên quan gì tới Thảo đâu, mà có thể nhà vô dành chuyện của người ta được. Mình phải hiểu rất rõ là trong lòng sếp của mình, ai mới là người đặc biệt và quan trọng nhất. Mình phải hiểu rõ mình đứng ở đâu, sếp mình thương mình lắm, nhưng mà người ảnh yêu phải khác. Tiết lộ này của cô khiến cho cư dân mạng không khỏi bất ngờ, bởi lẽ Phan Như Thảo và Ngọc Trinh đã gắn bó với nhau hơn một thập kỷ. Từ lúc cả hai bắt đầu chập chững vào nghề, trải qua bao nhiêu thăng trầm cùng nhau, nên chắc hẳn sẽ hiểu rất rõ về nhau. Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh được biết đến là cặp bài trùng trong showbiz Việt, khi luôn sát cánh ủng hộ lẫn nhau cả ở trong công việc lẫn sự nghiệp trong suốt 17 năm qua. Trước đó, cư dân mạng đã đặt ra rất nhiều những nghi vấn về việc Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh yêu nhau. Khi vừa mới vào nghề, chuyện tình cảm của họ cũng được bàn tán xôn xao. Những hình ảnh Ngọc Trinh hôn lên má Vũ Khắc Tiệp hay những cử chỉ thân mật, ngọt ngào dành cho nhau công khai trước đám đông thường xuyên trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn mạng. Hành động tự nhiên, không ngần ngại của cả hai khiến tin đồn hẹn hò ngày càng lan rộng hơn. Cũng đã không ít lần cặp đôi đã khiến cho dân tình tin rằng cả hai sắp về chung một nhà. Hồi tháng 7 năm 2021, Ngọc Trinh khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi dọn về biệt thự triệu đô của Vũ Khắc Tiệp sinh sống. Người đẹp cho biết ông bầu đã chuẩn bị cho mình một căn phòng đặc biệt theo sở thích, kết hợp giữa phòng ngủ và khu vực chứa đồ hiệu đắt đỏ. Ngọc Trinh sẽ ở song song tại biệt thự của mình và của đàn anh. Trong dịp bố mẹ Vũ Khắc Tiệp vào thành phố Hồ Chí Minh du lịch, ông bầu còn đưa phụ huynh sang nhà Ngọc Trinh hỏi vợ. Cụ thể trong vlog, anh được phía gia đình Ngọc Trinh đón tiếp rất nồng hậu. Mẹ của Ngọc Trinh còn thân thiết gọi anh là con trai. Không những vậy, bố mẹ của Vũ Khắc Tiệp còn hỏi cưới Ngọc Trinh cho con trai. Anh chị cho Trinh với Tiệp lấy nhau không? Tôi coi mấy đứa mà không được đứa nào, toàn quay đầu đi về. Mẹ của Ngọc Trinh sau đó vui vẻ đáp lời, tụi nó đồng ý là nhà tôi ok, không ép uổng ai hết. Trong những chuyến du lịch xa xỉ, Vũ Khắc Tiệp cũng thường xuyên đi cùng Ngọc Trinh và dành cho người bạn tri kỷ của mình những đãi ngộ đặc biệt nhất. Cả hai từng gây bão bởi những khoảnh khắc ở chung phòng, ngủ chung giường, như thể đang cùng hưởng tuần trăng mật. Chắc chắn với những ai không biết về Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh, có thể sẽ lầm tưởng cả hai đang trong một mối quan hệ mặn nồng. Mặc dù hiện tại không còn theo sát cạnh nhau, nhưng vẫn không khó để cư dân mạng bắt gặp những khoảnh khắc cả hai tay trong tay khi đi dự sự kiện hoặc cùng nhau xuất hiện tại một bữa tiệc hay một khu nghỉ dưỡng nào đó.